Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 với phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 2 và chúng ta đã biết cách biểu diễn các cái tọa độ của một điểm này, tọa độ vectơ theo các vectơ đơn vị y, ri, k. Phải nào? Ở cái phần bài số 2 rồi. Và chúng ta nắm được cái hệ trục tọa độ trong không gian, nó gồm có 3 trục đúng không? OX gọi là trục hoành, OY là trục tung và OZ đó chính là cao, trục cao ha. Cao độ, hoành độ và tung độ. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài số 3, đó chính là biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ. Thì trong cái bài này công thức rất là nhiều. Thầy nói trước là cái bài này công thức cực kỳ nhiều em nha. Và nói chung nó cũng dễ chứ không có khó. Thực sự là nó rất là dễ chứ không khó. Nhưng mà quan trọng cái công thức chúng ta cần phải nắm. Chúng ta cần phải nắm để chúng ta có thể vận dụng được, để chúng ta giải được các bài toán và chúng ta có thể tham khảo ở cái bộ chân trời để chúng ta làm thêm nha. Ở đây chúng ta sẽ đi sang phần câu hỏi khởi động này. Trong không gian OXYZ có thể thực hiện các phép toán vectơ dựa trên tọa độ của chúng tương tự như đã làm trong mặt phẳng OXY không? Nha. Có không em? Chúng ta làm gần như tương tự những cái phép tính mà chúng ta được học ở trong chương trình lớp 10. Được không? Ví dụ vectơ A, vectơ A có tọa độ là x, y, z, vectơ A phẩy, x phẩy. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy hoành, tung cộng tung và cao cộng cao. Các em hiểu nào? Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thực hiện đó chính là gì? X cộng x phẩy, y cộng y phẩy và z cộng z phẩy. Được chưa? Đó, ok chưa nào? Đây. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang ở phần 1, đó chính là biểu thức tọa độ của tổng này. Tổng thì hồi nãy chúng ta trên đây tổng là phép cộng này của hai vectơ này. Đúng không? Tổng hiệu là phép trừ đúng không? Của hai vectơ và tích là phép gì? Phép nhân của một số với một vectơ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái hoạt động khám phá một này. Trong không gian OXYZ cho hai vectơ và số thuật M biểu diễn từng vectơ A và B theo 3 vectơ Y, Y, K. Đó nào. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Câu A này. Ta có vectơ A. Ở đây có hoành, tung và cao. Thì ở đây nếu mà để biểu diễn theo Y, Y, K thì chúng ta sẽ có A1 nhân vectơ Y cộng ở đây A2 nhân vectơ ri cộng A3 đúng không? Ở đây mới vectơ chị nhân vectơ k. Tương tự như vậy, cái vectơ b sẽ bằng ở đây là B1 nhân vectơ y cộng B2 nhân vectơ ri và B3 nhân vectơ k. Được chưa nào? Rồi, người ta yêu cầu của em là biểu diễn các vectơ A cộng B, A trừ B. Thì A cộng B, A trừ B thì cái này dễ thôi các em. Vâng. Thì ở đây chúng ta câu B này, ta lấy vectơ A cộng vectơ B. Thì người ta lấy thằng này cộng này, lấy này cộng này, lấy này cộng này. Thì chúng ta thấy này, để hai này cộng với nhau mà có vectơ Y thì chúng ta đặt vectơ Y ra chung. Bên trong còn lại là A1 cộng B1 này. Thấy không? Tương tự như vậy chúng ta đặt vectơ Y ra. Ở đây là vector A2 cộng B2. Tương tự như vậy chúng ta đặt vector K ra, bên trong này còn A3 cộng B3. Đó. Trừ cũng vậy đó. Tương tự như vậy chúng ta trừ vector A cộng vector B. Trừ thì thế thằng này vô trừ ra. Nếu ở đây trừ thì thằng này trừ, thằng này trừ và thằng này trừ. Vậy cho nên nha. Nha. Thầy khỏi cần phải viết lần thứ hai. Mất công em. Rồi. Biểu diễn vectơ MA, M nhân vectơ A thì chúng ta sẽ lấy M nhân vô đây. Các em hiểu không? Nghĩa là khi đó M nhân cho A1, M nhân cho A2 và M này nhân cho gì? A3. Gần như đó cũng chính là công thức luôn em. Cách làm luôn.
để hình thành công thức nó dễ lắm, có khó. Nghe nó tóm lại ấy, khi mà cộng hai vectơ ấy thì người ta lấy hoành, cộng tung, cao cộng cao. Trừ cũng vậy, trừ thì chúng ta sẽ lấy hoành trừ hoành, tung trừ tung, cao trừ cao. Còn nhân với một số vô thì chúng ta lấy cái số đó chúng ta sẽ nhân hết cho gì? Hoành, tung và cao. Nhớ là như vậy. Cực kỳ dễ, không có gì khó cả em. Thầy nói với em ở cái bài số 1 ấy, nhiều lúc nó hơi khó hiểu một chút. Chứ hôm qua cái bài số 2 và đặc biệt ở cái bài số 3 này á, chúng ta làm như giống như toán đại nghe, chả khác gì cả. Được chưa? Ok. Rồi, chúng ta sẽ có công thức này. Ta có công thức em trong không gian z rồi. Đây, để mà cộng ấy, ta lấy hoành cộng hoành, tung cộng tung và cao cộng cao. Đây, trừ cũng vậy. Nhân một hệ số với một vectơ thì chúng ta cứ nhân hết vô, ba cái vô, rất là dễ luôn. Nhận xét. Khi mà để mà chứng minh nó cùng phương á, tồn tại số k nào đó. Tại vì khi mà chúng ta học về hai vectơ cùng phương, khi nào khi vectơ a thì nhân k với vectơ b, nghĩa là ở đây chúng ta phải chứng minh nó tồn tại một số thực k nào đó, có đúng không? Nghĩa là a 1 k b 1 a 2 k b 2 rồi, ok. Thì trong không gian ví dụ một này, trong không gian ba vectơ này, tìm tọa độ của vectơ c sẽ bằng hai vectơ b, ba vectơ q nhân vectơ r. Ví dụ 2, 2 nhân vô đây, nhiều 2 nhân vô đây thì nó ra được ở đây là 6 trừ 4, 2. Thằng này nhân vô cho 3, nhân 3 vô là thằng này là 18, âm 12 và 6 R để đó. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái gì các em? Ở đây là trừ và ở đây là cộng nè. Chúng ta lấy hoành, trừ, cộng, tung. Lát đây là cứ vậy mà chúng ta làm theo đúng cái biểu thức này nè. Tìm hai vectơ cùng phương trong các vectơ đã cho. Hai vectơ cùng phương thì chúng ta thấy này, ở đây là 3, ở đây là 6 gấp đôi này, ở đây là âm 2, đây là âm 4 gấp đôi này, 2, 1 gấp đôi thì chứng tỏ vectơ B và vectơ Q này cùng phương này. Ta thử kiểm tra như vậy, B với R chắc chắn không thể nào cùng phương được, đúng không? Chỉ có B với vectơ B sẽ với lại vectơ Q này cùng phương, tại vì B này bằng 2 nhân vectơ Q này, tồn tại số thực ở đây là số 2 này. Thì qua bên đây xem thử người ta giải như này. Ta có này, thấy không? Ban đầu chúng ta sẽ nhân ra ở đây vector C. Vector C ở đây chúng ta thấy này, ta lấy 6, có đúng không? Trừ ở đây, nghĩa là cộng ở thằng này với thằng này, thì các em lấy 6 cộng cho âm 18, cộng cho 2 thì bằng âm 10 này. Các em lấy âm 4 cộng cho 12 và cộng cho 1. Âm 4 cộng cho 12 là bằng 8, 8 cộng 1 bằng 9 này. Các em lấy 2 cộng âm 6 và cộng cho âm 3. 2 cộng âm 6 bằng âm 4, âm 4 cộng âm 3 là bằng âm 7 này. Hiểu chưa? Hiểu tại sao như vậy chưa? Ta có 2 vector B bằng vector V cùng phương. Do ở đây là, ở đây chúng ta có thể trình bày như kiểu như này cũng được, không là chúng ta lập tỷ lệ này các em này. Theo thầy ấy, đối với bài này chúng ta lập tỷ lệ thì dễ hơn này. Ví dụ như bài này nha, chúng ta nên lập tỷ lệ. Ví dụ đây hoành là các em lấy 3 trên 6 này, các em lấy 3 trên 6 này. Sau đó chúng ta có âm 2, âm 2 này trên âm 4 này, các em lấy 1 trên 2. Nếu như mà 3 thằng này nó bằng nhau hết thì chứng tỏ nó sẽ cùng phương, nhưng chỉ còn có một thằng khác thôi thì nó không cùng phương. Thường người ta sẽ lập cái tỷ lệ này, và cái tỷ lệ này sẽ bằng là 1 phần 2 này. Đấy, thì chứng tỏ thằng này với thằng này là cùng phương này. Còn ví dụ bây giờ người ta lập thằng này, các em hiểu chưa nào? Để chứng minh cùng phương như này á, chúng ta nên lập tỷ lệ này là dễ hiểu nhất này. Đây, người ta chứng minh này, chỉ cần kiểm tra nó cái tỷ lệ nó khác là người ta suy ra không cùng phương này.
tương tự thằng này không cùng phương thì em ta chỉ cần tìm một cái cặp cạnh nó tỷ lệ mà nó khác là nó không cùng phương thôi. Chú ý. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang ở phần thực hành 1. Ở trong clip này thầy sẽ quay cho em hai cái này nữa là xong nha. Rồi. Thực hành 1 này, cho 3 vector A, B, C, tìm tọa độ vector D 4, 1 phần 3, 3 ha. Bây giờ thì chúng ta làm thôi. Thêm như này, câu A này. Bây giờ thầy sẽ có là 4 vector A. 4 vector A thì nhân ở đây cho 4. Nhân 4, nhân 4 ở đây. Lên 4 x 2 là bằng 8. 4 x âm 5 là bằng âm 20. 4 x 3 là bằng 12. Âm 1 phần 3. Được không? Như vậy thì ở đây chúng ta có là, chúng ta làm ở đây là 1 phần 3 đi. Tí nữa âm thì chúng ta trừ sau á. Được không nào? 1 phần 3B đi. 1 phần 3B thì ở đây chúng ta 1 phần 3 nhân 0 thì vẫn là 0. 1 phần 3 nhân cho 2 vẫn 2 phần 3. Thì đây là âm 1 phần 3. 3 vector C ra được là 3 3 7 21 3 2 6. Rồi. Bây giờ vector D sẽ bằng 4 vector A trừ 1 phần 3 vector B cộng 3 vector C, đúng không? Sẽ bằng này. 4 vector A là 8 này, trừ cho 1 phần 3 thì chúng ta lấy 8 trừ 0 cộng 3. 8 trừ 0 bằng 8 cộng 3 là bằng 11. Được không? Âm 20 trừ cho 2 phần 3 cộng cho 21. Dùng máy tính bấm ra chắc. Trừ 20, đúng không? Trừ cho 2 phần 3 cộng 21, đúng không? Sẽ bằng 1 phần 3. Đó. Tương tự, các em lấy 12 này. Đây 12 này, trừ với trừ thành cộng. Tại vì trừ với trừ này, trừ trừ thành cộng. 1 phần 3 cộng lên cho 6. 55 phần 3. Rồi, xong. Được chưa? Vector D, vector E, câu B này. Ở đây ta có nha. Như vậy thì vector D là xong rồi. Vector E, vector A có rồi đúng không? Vector A chúng ta ghi lại nó vẫn là 2 âm 5 3. 4 vector B. Tiếng ta trừ xong. 4 x 0 thì bằng 0. 4 x 2 bằng 8. 4 x âm 1 là bằng âm 4. 2 vector C. Đây vector C đây. 2 x 1 là bằng 2. 2 x 7 bằng 14. 2 x 2 là bằng 4. Rồi ok. Bây giờ vector E của chúng ta là vector A trừ 4 vector B trừ 2 vector C. Rồi bây giờ chúng ta nhìn đây. Vector A chúng ta lấy 2 trừ cho 0 trừ cho 2 thì bằng 0. Các em hiểu nào? Chúng ta lấy âm 5 trừ cho 8 là bằng âm 13, trừ tiếp cho 14 là bằng âm 27. 3 trừ với trừ là thành cộng, đúng không? Cộng 4 là bằng 7, 7 trừ 4 là bằng 3. Xong. Câu C. Câu C nha. Chứng minh vector A cùng phương với vector M. Vector A chúng ta đây. Thế nhìn nè. Vector A của chúng ta đây sẽ bằng là 2 âm 5 3. Vector M của chúng ta là bao nhiêu? Phải có cái đề cho, bây giờ không có cái đề thì đâu có thấy. Âm 6 15 âm 9. Được chưa? Thì như vậy ở đây nó có hai cách trình bày này, cách 1. Cách 1 này.
Ở đây cách 1, nghĩa là thầy chỉ em hai cách, thì em muốn trình bày theo cách nào cũng được. Cách 1 thì ở đây chúng ta thấy là cái vector m 2, ở đây âm 6 chứng tỏ là gấp là âm 3 lần đúng không? Chúng ta đặt cái âm 3 ra, âm 6, 15, âm 9 thì ở đây chúng ta sẽ đặt âm 3 ra. Âm 3 ra thì nó ra được là 2 âm 5 3 thì chính là bằng, như vậy vector m này sẽ bằng là âm 3 nhân đây cho vector a. Từ đây chúng ta suy ra vector a cùng phương với vector m. Cách 2, chúng ta không thích làm như thế này, chúng ta có thể lập tỷ lệ. Ta có đây, chúng ta lấy hoành, chia hoành a hay là m gì cũng được, chúng ta lấy m trước đi. Ta lấy âm 6 chia 2 so với 15 chia cho âm 5 so với âm 9 chia 3 thì mấy thằng này đều bằng nhau hết, và đều ở đây là bằng là âm 3, đúng không? Vì ba thằng này bằng nhau, chúng ta chỉ cần phát hiện có một cái khác là chúng ta suy ra nó không cùng phương. Nhưng ở đây nó bằng nhau hết thì nó sẽ cùng phương, và cái số thực k chúng ta đây chính là âm 3. Như vậy từ đây chúng ta suy ra vector a cùng phương với vector m. Chúng ta có thể làm hai cách, cách 1 và cách 2 nha. Rồi xong. Đây, cái câu thực hành là 1 này. Ở đây chúng ta kết luận ở đây là vậy nha, để cho cái bài mình chặt chẽ. Ở đây thầy không có đưa ra bài giải chi tiết, mà thầy sẽ làm trực tiếp ở trên đây luôn. Được chưa? Câu A. Câu B. Hiểu không? Cái loại này, cái dạng này thì quá dễ nha. Và câu C thầy có trình bày hai cách. Chỗ đây chúng ta ghi ta có đi, do thầy lười ghi mấy cái từ ta có suy ra vài cái kiểu rồi các em ha. Rồi ta sẽ đi sang phần vận dụng 1 nè. Vận dụng 1, rồi ta sẽ đi sang phần vận dụng 1 các em nha. Vận dụng 1 ở đây người ta hỏi, ở đây một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vận tốc, ở đây là vận tốc v của chúng ta, đây có tọa độ là 18 âm 3 như hình 1. Các em thấy không, cái hệ trục tọa độ của nó này, ở đây là OX, OY và OZ, đúng chưa? Cho biết vận tốc của dòng hải lưu của vùng biển là W, ở đây là 3,5 1, 0. Câu A, tìm tọa độ của vector tổng 2 vận tốc và W. Như vậy vector tổng là V cộng W, thì chúng ta sẽ lấy hoành cộng hoành, tung cộng tung, cao cộng cao, lấy 10 cộng 3,5, 8 cộng 1, âm 3 cộng 0. Nghĩa là cái thằng này sẽ bằng là, thằng này bằng 13,5 đúng không? 9 âm 3. Câu B, giả sử thiết bị thăm dò lặn với vận tốc là vận tốc U này, hãy nêu nhận xét về vector của vận tốc của nó so với vector của dòng hải lưu. Như vậy vì ở đây có hai cách trình bày, chúng ta muốn trình bày cách nào thì trình bày. Ta có vì vận tốc U của chúng ta là bằng, ở đây là bằng 720, thì nếu như chúng ta rút 2 ra bên ngoài thì có phải nó ra được ở đây là 3,510 không? Mà 3,510 thì chính là bằng vector gì? Vector W đây. Mà vector W này thì đó chính là vận tốc của dòng hải lưu, thì nó sẽ cùng phương, đúng không? Nên suy ra vector U sẽ bằng 2 lần vector W ở đây. Do đó hai vector này cùng gì? Cùng phương.
và cùng hướng. Tại vì hệ số k ở đây á, hệ số k ở đây là dương thì nó sẽ cùng hướng, mà nếu hệ số k đây là âm là ngược hướng, nhớ chưa? Nó có một cái số thực k thì chắc chắn nó cùng phương hết đã, nhưng mà nếu k là dương thì nó sẽ cùng hướng, còn nếu k âm thì nó sẽ ngược hướng. Chứng tỏ thầy này cùng hướng này, cùng hướng với nhau. Xong, ở phần vận dụng, được chưa? Chúng ta có thể rút ra như này, mà các em nếu không thấy á, thì chúng ta lập tỷ lệ, được không? Đó, đơn giản này thôi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần 2. Như vậy ở clip ở trong tiết 1 này thì chúng ta đã nắm được là thứ nhất là gì? Tổng. Thứ hai là hiệu, thứ ba là tích. Tổng với hiệu thì chúng ta lấy hoàn hoàn, tung tung, cao cao. Còn tích thì chúng ta sẽ nhân vô, lấy cái số đó, tích với hệ số k hay số m đó, thì chúng ta cứ lấy số đó chúng ta nhân vô hoàn, nhân cho tung và nhân cho cao. Như vậy công thức ở phần 1 là chúng ta đã nắm rõ rồi đúng không nào? Nhưng mà clip hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc em học tốt, bye bye nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp em phần 2. Ta nhớ đọc trước và làm các hoạt động trước nha. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng. Ok.